Rồi tiếp theo quý vị ơi, bonsai 580, một cặp linh sam 86, bẻ kêu kiển cổ nha quý vị, tam can ngũ thường nha. Rồi cái cặp này có giá là 350.000 nha quý vị, không phí vận chuyển, không ship code luôn nha quý vị. Trước kia tôi bán tới 400 luôn đó. Rồi bây giờ bán hữu nghị thôi, dân nghệ thôi, 350.000 một cặp này, không phí vận chuyển, không có ship code nha, chuyển khoản rồi mới giao cây nha. Rồi 350k. Bữa nay có hứa quay cho hai ông anh, ông ở Sài Gòn, ông đâu ở đâu không biết, quay giống cái lô 570, nhưng mà bây giờ tối quá rồi tôi không có soạn ra được, với lại mấy cây nhỏ nhỏ mà yêu cầu của mấy anh giờ cũng không có nhiều nữa. Rồi để bữa nào quay đại lên đi mấy anh, đây coi có được thì mua, chứ giờ hứa với mấy anh mà không quay thì mất công mấy ông giận hờn nữa, mất công nữa. Hứa rồi và thấy về nhu cầu của mấy anh cũng kiếm mấy cây hơi khá khá một tí thì cũng không có. Em đây giờ cũng có mấy cây lâm cơm mà, thì quay đại lên đó, anh nào có coi được thì cứ lấy, còn không được thì thôi. Chứ còn giờ mấy cái cây khá khá thì nhỏ nhỏ mini thì giờ không còn nữa. Rồi thôi vậy đi nha hai ông anh. Rồi xuống VB ơi.